Rồi, hello, mình xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu của mình ha. Mình chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay mình sẽ nói về những cái lưu ý khi mà rong lá, tỉa tàn, con tàn trong cái tháng 5 này nha các bạn. Thì cây của mình cũng mới tỉa tàn sơ sơ hết các bạn ha. Nào bạn thấy nè, tỉa ha. Tỉa tàn thì các bạn nên tỉa sát chỗ đại đi các bạn ha. Tỉa sát chỗ đại đi, đừng có sợ gà tỉa sao cho nó có dạng hình thông, hình chóp như thế này nè các bạn. Còn cái vấn đề mà tỉa xong rồi lá nó bị như thế này nha các bạn, nó bị trái như thế này là cho nắng. Tại vì những cái lá mà ở trong này nè, khi mình tỉa giờ thì cái lá trong này nó nhận được ánh sáng đột ngột quá thì nó sẽ trái như thế này nha các bạn ha. Vấn đề này không ảnh hưởng gì nhiều tới cái cây mai nhá. Thì nó trái như vậy thì các bạn để cũng được nha, các bạn lặt bỏ cũng được nha các bạn. Nè, hoàn thấy nó trái ha. Rồi đặc biệt khi mà rong lá thì các bạn rong những cái lá nhỏ ha. À, những cái lá nhỏ trong nè, những cái chỗ mà tùm mà thấy tùm ha. Đó, tùm như thế nè các bạn, rong bỏ. Rong lá thì này các bạn ai cũng biết rong hết nhau ha. Rong những cái lá nhỏ nè. Những cái lá trong ha, những cái lồng ở trong nè. Những cái lá bệnh, những cái lá sâu ha, những cái lá khuất ở trong không nhận được ánh sáng thì mình rong bỏ ha các bạn. Thì rong các bạn, mình khuyên các bạn rong thì khoảng 30% số lượng lá của cây nè các bạn, đừng có rong nhiều nha các bạn. Và đặc biệt những cái lưu ý sau đây mình nói nè, những cái cây mai mà tàn lá ít á thì các bạn không có thực hiện cái độ mà rong lá nha các bạn. Không thực hiện cái độ rong lá, có thể con tàn vừa phải thôi. Cân nhắc khi mà cái cây mình nó tàn lá ít quá thì không cần phải tỉa tàn luôn nha các bạn, không cần rong lá luôn. Và cái vấn đề thứ hai là vấn đề mà khi mà các bạn mới bón phân cách 1-2 ngày thì không nên rong lá con tàn nha các bạn, phải để cách nhau khoảng 1 tuần trở lên nha các bạn. Nhắc lại cái vấn đề này rất quan trọng, là có nhiều bạn mới bón phân hôm qua hôm kia vậy, cái bữa nay cái hứng lên cái rong lá con tàn ha, là không được nha các bạn. Tại vì khi mà bạn bón phân như vậy á, cây đang hấp thu dinh dưỡng ha, nó dẫn lên, mà các bạn tỉa tàn con rong lá đột ngột á, thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng và là nó bị rối loạn sinh trưởng nha các bạn. Đó. Những cái lá trái này mình lặt bỏ, mình chưa có rong nhiều nữa các bạn, mình làm biếng quá mình chưa có rong nữa nè. Nào còn thấy tùm trong đây luôn ha, phải rong bỏ hết nha các bạn, rong bỏ những cái lá trong đây nè, lá trong đây nó khuất, nó không có tác dụng gì đâu các bạn, nó sẽ hình thành sâu bệnh, nấm bệnh trong đây rất là nhiều ha, lá xấu những lá sâu này nè. Thì mình vừa quay vừa mình vừa rong thì nó cũng hơi khó đó, các bạn thông cảm ha. Rong này thì các bạn cũng biết rồi nè, rong lá nhỏ nè, lá xấu, lá bệnh nè. Ha, lá lồng ở trong nè, lá khuất ở trong không nhận được ánh sáng nè, rong bỏ. Đó. Rong này chắc rễ mà ai cũng biết làm mà các bạn ha. Đó. Rong khoảng số lượng khoảng 30% số lượng lá trên cây là được các bạn, có rong nhiều nha các bạn. Nhà điều thứ ba là nhà cái điều mình nói lại là cái vấn đề thứ hai là các bạn không nên bón phân 1-2 ngày rồi rong lá nha, bạn phải đợi 1 tuần trở lên nha các bạn. Và điều thứ ba là khi mà các bạn rong lá xong thì các bạn nên chỉ sử dụng cái thằng phân bón lá để phun thôi, mà liều rất là lỏng nha bạn. Ví dụ như cái thằng này thì các bạn có thể sử dụng 1cc cho 2 lít nước, hoặc là 2cc cho 3 lít nước nha các bạn, để phun thôi nha, không có xài đậm đặc quá, thì chỉ xài phân bón lá thôi, không nên rong lá con tàn sao không. Khi mà rong lá con tàn xong á, thì chỉ sử dụng phân bón lá này thôi. Các bạn không nên sử dụng phân bón gốc nha các bạn. Và đặc biệt không nên sử dụng phân hữu cơ các bạn. Mới rong lá, tỉa tàn, con tàn thì các bạn không nên sử dụng phân bón gốc và không nên sử dụng phân hữu cơ bón nha các bạn. Các bạn phải để cách nhau khoảng 10 ngày trở lên rồi hả tính cái chuyện bón phân, bón gốc và phân hữu cơ nha các bạn. Và đặc biệt rong lá thì các bạn nên rong những cái ngày nắng nha các bạn. Nói rồi, rong những cái ngày nắng. Những cái ngày mưa dầm thì các bạn không nên làm. Và cái thêm cái vấn đề thứ năm nữa là cái vấn đề là lúc mà cây mà đang ra lá non rất là nhiều, mình đây không có cây nào ra lá non rất là nhiều, có cây bên đây ra lá non cũng hơi nhiều mình ví dụ, cây này cũng không có ra lá non nhiều, cây đang ra lá non nhiều thật nhiều các bạn, thì các bạn hạn chế, các bạn không nên rong lá luôn các bạn. Nào, trong quá trình mình đọt mà nó ra dài mình bấm nha các bạn, cây sung thì bấm luôn, bấm sát cho luôn, bấm sát cho luôn nha các bạn, bấm đọt sát cho luôn.
mà nó lại là cái vấn đề thứ năm là cái những cái vấn đề là cái cây mà đúng cái cây mà nó đang ra lá non tùm nó non nhiều á, thì các bạn không nên thực hiện chế độ mà rong lá còn tàn nha các bạn. Tại vì lúc đó là cái cây mai của mình nó mình rong lá còn tàn nó sẽ không tốt, mình sẽ không phân tích nhiều về vấn đề đó. Rong lá còn tàn lúc mà lá nó non nhiều là không tốt, tại vì lúc mà cây ra lá non nhiều thì để cho nó thực hiện quá trình mà quang hợp và trao đổi chất đi và hô hấp đi, để nó tổng hợp trữ nhựa và lá nó sậm lại, thì mình hãy thực hiện cái chế độ mà rong lá còn tàn thì nó tốt hơn các bạn. Lúc đó thì cây nó sẽ tích trữ nhựa nhanh hơn và nhiều hơn các bạn. Đó, mà thấy thì mình mới rong sơ sơ, mình mới tỉa sơ sơ thôi là nó lòi những cái lá này ra nó bị trái nè ha các bạn. Trái thì các bạn lặt bỏ cũng được ha, lặt bỏ xiên thì lặt bỏ, bạn nào không xiên thì cứ để vậy không sao các bạn. Những cái lá trái này sau này nó sẽ rụng trước, nó sẽ rụng bạn, nó già thì nó rụng thôi các bạn, không có vấn đề gì hết á. Nào thấy nó lòi nó cái lá này ra nó trái, do nắng trái ha, chuyện này chuyện bình thường các bạn, này nó không phải bệnh gì hết các bạn. Còn tỉa tàn mà rong lá thì đương nhiên những cái lá trong này nè nó sẽ lòi ra thì nó sẽ trái thôi các bạn, nó không có chịu ánh sáng đột ngột quá, tại vì đó giờ nó ở trong, nó nằm ở trong nó chịu ánh sáng vừa phải thôi, hoặc là nó không có ánh sáng. Khi bạn lặt bạn tỉa tàn á hoặc rong lá thì nó sẽ lòi ra, sẽ làm cây trái ha, trái lá như thế này nè, không vấn đề gì cả. Do thì khi mà bạn rong tàn, khi bạn rong lá con tàn để tàn như thế này nè, thì các bạn xịt cho mình cái thuốc trị bọ chỉ và sâu san sâu tơ liền cho mình ha. Tại vì khi mà sau khi bạn rong lá tỉa tàn như thế này nè, thì khoảng chừng một tuần lễ hay là 10 ngày các bạn thì bắt đầu cơ đọt nó sẽ ra. Thì cơ đọt nó sẽ ra thì các bạn phải phòng ngừa cái thằng bọ chỉ và thằng sâu xanh ha trước, để mà nó khi mà cái đọt mình nó ra, cái cơ đọt mình nó ra nó sẽ bảo quản được cái cơ đọt mình nó không bị bọ chỉ tấn công và không bị sâu xanh tấn công nha các bạn. Thì các bạn mà mới biết chơi mà nhắc lại mới biết chơi thì có thể là bạn không có thể là hình dung được cái cây mình nó sung hay không sung để mà có thực hiện cái chế độ rong lá con tàn như thế này không. Thì mình nói nè, mình sẽ ví dụ có một cây như thế này. Đó, cây như thế này mình thấy nè, cây này tương đối là tàn lá nó cũng vừa phải. Đó, thì đối với cây này, cây mà tàn lá ít hơn như cây này nha, thì các bạn không nên rong lá con tàn nha các bạn ha. Cây lá ít hơn, đặc biệt cái cây những cái cây mà sung mới phục hồi á, những cây sung mới phục hồi, đây mình có những cây sung mới phục hồi, những cây xin lỗi những cây yếu mới phục hồi các bạn, những cây yếu mà mới phục hồi như thế này nè, thì các bạn chỉ có thể là lặt những cái lá hư này, những cái lá vàng, những lá hư này bỏ bớt ít thôi các bạn, không nên rong lá mạnh và không nên con tàn mạnh nha các bạn. Hai mấy cây này mình cũng không có con tàn mạnh, ví dụ cái cành nào mà vươn dài quá thì mình cắt sơ sơ thôi. Và những cái cây này ở cái chế độ mà mình dưỡng các bạn, mình dưỡng thì đòi hỏi làm mình phải để tàn lá nó nhiều, để tàn lá nó nhiều để mà nó hoàn hợp và nó hô hấp, nó trao đổi chất, nó mới mau tích trữ nhựa cho cái cây của mình các bạn. Tại vì những cái cây mai mà nó đang phục hồi, những cây mai yếu á, là những cây mai mà nó thiếu nhựa thì mình cần đòi hỏi là phải có bộ lá ha. Bộ lá thì đương nhiên là phải có tàn mới có lá để mà nó tích trữ nhựa các bạn ha. Lá thì nó có nhiệm vụ là quang hợp và hô hấp để mà tạo trữ nhựa cho cái thân cây của mình nha các bạn. Nếu mà cây mà không có lá thì cái quá trình tích trữ nhựa nó sẽ không diễn ra nha các bạn. Vì mình nói nó hoài, cái cây mai mà nó yếu nó xì là do cái cây mai nó thiếu nhựa nha các bạn, nó không có trữ nhựa trong thân, trong cây của cây. Bạn xem ha, thì cái cây nào mà nó yếu thì các bạn cũng sẽ biết rồi. Đây có cái cây này nó vàng lá thế nè, nó yếu nè ha. Đó, thấy nó yếu, những cái cây này thì các bạn không nên mà rong lá con tàn mạnh ha, hoặc là có thể không làm luôn. Thì các bạn có thể là rong mạnh cho mình đi, rong 30% số lượng lá. Những cây sung thì các bạn có thể rong 40% cũng được nữa, số lượng lá trên cái cây các bạn. Mình chưa có thời gian mà cũng làm biếng, mình chưa có rong nhiều cái cây nữa ha.
Thì quá trình rong lá này các bạn có thể thực hiện trong vòng 1, 2 ngày, 3 ngày nha các bạn. Không sao hết nhau, thì mình không có thời gian, ví dụ bạn nào nhiều cây quá mà không có nhân công làm thì mình có thể làm trong vòng 2-3 ngày cũng được các bạn. Không sao cả, không ảnh hưởng gì tới cây cả ha. Ví dụ như một cây đó bữa nay mình rong, ngày qua ngày sau mình rong tiếp nó cũng không sao các bạn ha. Và thí dụ như các bạn con tàn á, mình nói cái vấn đề con tàn nè, bạn mới con tàn hôm qua, cái bữa nay các bạn thấy nó mình con chưa có được đúng các bạn, con chưa được sát hoặc chưa như ý của mình đó, thì con lợi thì cái việc con lại đó thì mình khuyên các bạn là hạn chế nha các bạn. Nếu mà con lợi như vậy cây mà nó sung thì nó không sao, nhưng mà cây nó ở dạng trung bình thì nó sẽ ảnh hưởng nha các bạn. Bởi vì các bạn làm sao mà các bạn chỉ cần con một lần thôi, định hình cái cây con một lần thôi, đừng có con tới con lui nha các bạn, đừng có tỉa tới tỉa lui cái cây hoài, nó sẽ làm cho cái cây của mình nó suy nha các bạn ha, nó sẽ dễ bị rối loạn sinh trưởng lắm đó. Rồi thì vấn đề khi mình rong lá con tàn tỉa tàn như thế này nè, thì số lượng lá nó ít đi thì mình cũng chế độ tưới nước hàng ngày thì mình cũng sẽ giảm đi một ít nha các bạn. Mình nói giảm một ít thôi chứ không phải là giảm nhiều nha các bạn, tại vì mình chỉ rong lá bớt có 30% số lượng lá thôi, rong lá tỉa tàn thì bớt 30% số lượng lá thôi, nên mình sẽ canh nước mình tưới ít là một chút các bạn. Có nghĩa là vấn đề là khi mà trời nắng quá thì không phải tưới nhiều nha các bạn ha. Tưới mình thì mình canh cứ thấy mình ta tưới sáng mình tưới thì cái chiều mà thí dụ như nó rau á, mặt lớp mặt thì được là ok, còn thí dụ mình tưới mới có chắc sáng mà khoảng trưa 12 giờ 1 giờ mà nó không queo các bạn là vấn đề mình tưới thiếu nước nha bạn phải tưới bổ sung. Thì tưới bổ sung mình nói giờ tưới bổ sung thì bạn có thể tưới chắc trưa luôn cũng không sao ha, cũng không ảnh hưởng nhiều tới cây mai của mình, tại vì cây mai của mình nó đã thiếu nước thì mình phải bắt buộc phải tưới bổ sung. Thì khi tưới bổ sung các bạn tưới luôn cái thành chậu cho mình nha các bạn ha, cho nó mát cái thành chậu. Tưới bổ sung thì đương nhiên là các bạn tưới vô chất trồng nha các bạn, tưới chắc trưa thì các bạn nên tưới vô chất trồng thôi, đừng tưới lên lá, tưới vô chất trồng thôi và tưới luôn cái thành chậu ha, nguyên cái chậu này nè, thành chậu tưới hết để cho nó mát cái thành chậu ha. Tưới chắc trưa nắng thì các bạn hạn chế tưới lên lá nha các bạn, chỉ cần tưới vô cái chất trồng thôi, vô chậu thôi và tưới vô cái thành chậu luôn cho nó mát cái thành chậu. Rồi thôi, vấn đề về rong lá con tàn thì cũng có những cái lưu ý như vậy thôi các bạn. Thì các bạn nhớ cho mình một like ở video này. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi những cái video mới nhất của mình nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn.